Xin chào quý vị và các anh chị. Thì hiện Khoa đang có mặt ở bên trong dự án Park Riverside. Thì tổng diện tích của toàn khu Park Riverside có hai giai đoạn 1 và 2 cộng lại thì khoảng 17,7 hectare. Thì bao gồm 693 căn nhà phố liên kế, shop house, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Thì hiện bây giờ chúng ta đang có mặt ở bên trong cái khu khuôn viên, khu hồ cảnh quan. Đây là khu hồ cảnh quan nằm giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thì một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng tham quan cái hồ cảnh quan và cái khu công viên giai đoạn 2 ở bên trong nữa. Bây giờ chúng ta tham quan cái khu này trước ha. Xin theo Khoa. Quý vị, các anh chị và các bạn thấy đấy, thì hiện cái khu về cái khu hồ cảnh quan ở đây rất là lớn, thì chúng ta đã trồng sen súng ở bên dưới rồi, thì cũng đó thả những con cá. Thì hiện Khoa có khá là nhiều cái căn nhà phố ở đây cho thuê và chủ ký gửi chuyển nhượng. Thì quý vị và các anh chị có nhu cầu thuê hay là mua căn nhà phố biệt thự đơn lập song lập ở đây thì có thể liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 6655. Có thể liên hệ với Khoa qua Zalo, Viber, Telegram. Các anh chị nếu mà thấy kênh Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới. Hãy like và share những video clip này cho những cái người thân của mình để có thể hiểu biết thêm về cái khu vực của quận 9 đang phát triển như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.